chào mừng quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Con Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Con Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Con Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Tiết lộ tử vi tháng 3 âm lịch, sự thật Bính Thìn 1976, tháng này tiền tỷ về tay, đổi đời giàu sang. Quý vị thân mến, bất ngờ phú quý thành công, đôi chân mở lối đời không ưu phiền, sinh ra vận mệnh tử thiên, thất bại lui tới cũng liền tránh xa. Năm này đại phát lộc tài, muôn đời vạn kiếp nguy nga huy hoàng. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý cô bác anh chị đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, cuộc sống là chuỗi quá trình nhân quả. Ở trong quá trình đó, bất kể loài nào cũng không thoát ra khỏi quy luật của nhân quả, quy luật của nghiệp vào đạo số phận hay định mệnh của một con người. Số phận của ta có khi gặp được may mắn, làm việc gì cũng thuận lợi là do duyên quả của nhân tạo, tác nghiệp thiện trước đó. Có khi làm gì cũng không được may mắn, sinh ra trong hoàn cảnh không tốt. Tất cả cũng do duyên quả của nhân tạo, tạo ác nghiệp lúc trước mà có. Nhưng có người sắp nhận nghiệp dữ báo tới, mà lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến tình hình, từ xấu thành tốt là do đức năng của người đó. Ngược lại, cũng có người cập may mắn, tốt lành, giàu sang, sung túc, nhưng qua những ngày tháng năm trong quá khứ tích lũy những hành vi tạo tác những nghiệp bất thiện, nên đúng ra người đó đang được hưởng quả báo tốt lành do phước đức trước. Nhưng ở đây đã có sự can thiệp của nghiệp báo không tốt vào nên người đó lại gặp không may mắn nữa, có khi trở thành tay trắng hay tủ tội. Chính vì vậy, ngày nay người ta thường tìm đến tử vi để đoán định trước tương lai cũng như đón lành tránh dữ. Theo lời giải mới nhất của các bậc thầy tử vi phương Đông với tiết lộ, đúng tháng 3 âm lịch năm 2024, Bính Thìn sinh năm 1976, được thần tài ban lộc, phúc tinh cao chiếu, quý nhân tề tự dẫn đường mà ban cho nhiều vận may vô cùng. Để không bỏ lỡ cơ hội đến với mình, thì ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng các bạn đón xem và chiêm nghiệm luận giải nội dung Tử Vi tháng 3 âm lịch, sự thật Bính Thìn 1976, tháng này tiền tỷ về tay, đổi đời giàu sang. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 3 âm của anh chị Bính Thìn sinh năm 1976, kinh tử vi sẽ cùng quý anh chị điểm nhanh tính cách người tuổi Bính Thìn có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người sinh từ ngày 31 tháng 1 năm 1976 đến ngày 17 tháng 2 năm 1977 thuộc tuổi Bính Thìn, cầm tinh con rồng. Thiên can Bính kết hợp với địa chi Thìn mang ý nghĩa thiên thượng chi long, tức rồng trên trời, sinh năm 1976, mệnh thổ, xa trung thổ, tức đất pha cát, dựa vào các thuyết phong thủy. Bính Thìn sinh năm 1976, thuộc mệnh thổ, nạp mờ là xa trung thổ. Trong đó xa nghĩa là cát, trung có nghĩa là nằm trong pha trộn hỗn tạp, còn thổ nghĩa là đất. Do đó, xa trung thổ, hay còn gọi là đất pha cát, tương sinh với kim, hỏa và tương khắc với thủy, mộc. Tính cách của người tuổi Bính Thìn thay đổi nhanh chóng. Tuy nằm trong số những con giáp gặt hái được nhiều thành công trên đường đời, nhưng cũng được đánh giá là người tự cao, tự đại, say mê quyền lực ngông cuồng. Tuy vậy, tính cách của những người sinh năm 1976 khá khoan dung độ lượng, họ lúc nào cũng tràn đầy sinh lực. Với họ, cuộc sống phải bao gồm nhiều màu sắc rực rỡ. Người tuổi này thường coi mình là trung tâm của vũ trụ, hay có những suy nghĩ kỳ cục, đòi hỏi vô độ từ người khác và không thể nói lý lẽ. Cuộc đời người tuổi Bính Thìn không gặp nhiều khó khăn trong con đường công danh và sự nghiệp, thành công có thể liên tiếp đến với họ. Chính vì thế mà cuộc đời họ khá sung túc,
trong suốt cả cuộc đời họ sẽ hưởng một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy, sung sướng về vật chất, nhưng đời sống tâm hồn có nhiều lo toan, suy nghĩ. Người sinh năm 1976 có tinh thần khá thất thường, khi thì nhẹ nhàng, lúc lại sôi nổi, là người bên ngoài kiên cường, mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong lại yếu mềm và có phần hơi nhạy cảm. Bản chất của người mệnh Sa Trung Thổ luôn có sự mâu thuẫn, giằng xé và đấu tranh, đa phần là những người thuộc chủ nghĩa tự do. Họ thích sự thoải mái, không bị ép buộc hay giữ chân. Bởi thế mà suy nghĩ của người này cũng phóng khoáng, tự do như chính con người họ. Với vẻ ngoài thanh lịch, họ dễ dàng tạo được thiện cảm với người xung quanh, đặc biệt là người khác giới. Nụ cười luôn rạng người trên môi và ánh mắt thân thiện cũng là ưu thế của họ trong giao tiếp. Người tuổi Bính Thìn sống bao dung, chân thành và vì vậy, bạn bè người thân luôn tìm đến họ để chia sẻ nỗi niềm, tâm sự. Người tuổi Thìn, mệnh thổ, biết tiếp thu ý kiến của người khác nhưng khi cần thiết, họ rất kiên quyết bảo vệ lập trường của mình. Cũng giống những người tuổi Thìn khác, người tuổi Bính Thìn có ý chí mạnh mẽ và tinh thần không ngại khó khăn thử thách. Họ còn là người khá nhanh nhạy trong việc nhìn nhận và giải quyết vấn đề. Nếu không được sao tốt tương trợ, người tuổi Bính Thìn sẽ phải trải qua nhiều khó khăn để xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu được sao tốt, từ trợ trong cùng mệnh, con đường công danh của họ sẽ rất thuận lợi. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, tính cách của người tuổi Bính Thìn thiếu sự thuần nhất, thường tự mâu thuẫn với bản thân mình. Nhiều khi tính nết không đồng nhất có phần thất thường. Có những lúc họ rất tinh tế, nhạy cảm, thông thái. Nhưng cũng có những lúc sự tinh tế và thông thái của họ lại biến đâu mất, trong công việc và hành động cũng vậy. Giống như hình ảnh một con chuồn chuồn đậu trên một cành cây gần mặt nước, phân vân vừa muốn bay lại vừa muốn đậu lại. Có những lúc họ rất nhiệt tình, hừng hực quyết tâm sẵn sàng không tiếc công sức và bản thân để vì sự nghiệp. Nhưng rồi cũng có lúc họ mỏi mệt, chán chường, dường như yếu ớt. Đặc trưng của Bính Thìn là tính cách khoan dung, kiên trì và chân lý, niềm tin và cá bảo thủ. Họ có ý thức về bản thân, coi mình là tôn quý khác với thực thế. Vì thế nên họ cô độc, ít bạn bè. Những người được coi là bạn thường ít chơi, rất thân, có nhiều ân tình, nghĩa lụy và họ rất tôn trọng, yêu quý bạn bè. Bản thân họ yêu tự do, không thích quần cổ, ước thúc tiết chế hay mực thước. Nhiều người tự kinh doanh hoặc làm tư nhân, họ cũng thường tự do nghiên cứu và phát triển. Quan điểm cởi mở và thoáng, chỉ có thể sinh ra lợi ích chính đáng là họ đi theo. Vậy nên tư duy của họ không theo lối mòn, thường có sự sáng tạo đặc biệt. Cá tính của họ khá tùy duyên cộng với ý thức về bản thân và tài năng vốn có. Tuổi này khá kiêu ngạo và hiếu thắng. Họ có những nguyên tắc vàng bất khả xâm phạm tinh thần sáng tạo, cùng với trí tiến thủ ở trên một nền tảng khá kiên cố, bền vững và khó thay đổi suy nghĩ của họ. Khi nào bạn làm được điều đó chắc chắn phải là một nhà ngoại giao xuất sắc hay một chuyên gia tư vấn tâm lý thượng thừa. Các tư duy và hành động đặc biệt ở chỗ, cứng rắn về nguyên tắc, nhưng mềm mỏng, linh động về phương pháp thực hiện. Tuổi Bính Thìn bề ngoài cứng rắn, kiên quyết, nhưng nội tâm mềm mỏng, hiền lành nhân hậu, có phần đa cảm, yếu đuối. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy họ có những biểu hiện như cố gắng tỏ ra mạnh mẽ lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn đằng sau đó thì lại khác. Thực ra Bính Thìn chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân, chỉ cần là lợi ích chính đáng là tiến hành. Ngoài ra, không bị quản thúc về tư tưởng nên họ thường tiếp cận với nhiều lĩnh vực mới của thời đại. Ví dụ, công nghệ viễn thông, kinh doanh bất động sản, địa ốc, thương mại, du lịch. Một số khác thích yên tĩnh nên họ tham gia nghiên cứu triết học, tư tưởng làm nông nghiệp theo công nghệ mới. Do sáng tạo có phúc đức hoặc có tài nên hầu hết họ có những thành công lớn. Tiền bạc tích lũy nhiều, thấp nhất cũng là người khá giả, phong lưu. Hơn nữa là giàu sang phú quý, thứ họ cần quán triệt để tới thành công. Đó là sự kiên cường, quyết tâm gạt đi những mâu thuẫn trong nội tâm. Người tuổi này thường dùng lý trí hơn là tình cảm,
nhưng nếu có người cần giúp đỡ thì họ vẫn sẵn sàng. Người tuổi Bính Thìn luôn có quyết định nhanh chóng, đi thẳng vào vấn đề và thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Khi ở trong các giao dịch quan trọng, Bính Thìn nên chọn những ngành nghề đòi hỏi tài năng sáng tạo, được đánh giá cao như giáo viên, kỹ sư, đều sẽ thể hiện được khả năng trí tuệ của họ. Ngoài ra, để kinh tế tiền bạc của bản thân được dư giả nên đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu vì họ rất phù hợp với những ngành nghề này, với tính cách luôn suy xét thấu đáo, biết lắng nghe, giúp đỡ người khác nên những công việc chân tay sẽ không phù hợp với họ. Nếu làm các công việc về nghệ thuật, chính trị, thì người tuổi Bính Thìn sẽ cống hiến được hết mình và có sự thành công như họ mong muốn trong sự nghiệp. Hầu hết họ yêu thương và kết hôn muộn. Vì chi Thìn thuộc tứ cổ, có tính chất ổn định, chậm trễ nên không có tối chất đào hoa sớm nở. Trong khi yêu đương họ dành ít thời gian cho tình cảm và nửa kia, bởi vì họ ham công việc, luôn để tâm tới công việc. Bên cạnh họ, bạn cảm thấy họ hơi khô khan, chí thú công danh, nhưng bên trong đó là một tấm lòng rộng lớn. Họ làm việc siêng năng cũng vì cuộc sống của gia đình. Và tiếp theo đây, xin mời quý tín chủ tuổi Bính Thìn 1976 đến với vận trình tử vi chi tiết của mình tháng 3 âm lịch này trên các phương diện của cuộc đời. Tử vi tháng 3 tuổi Bính Thìn âm lịch xuất hiện tự hình nên bản mệnh trở nên hướng nội hơn, không thích giao tiếp với mọi người như trước đây vì bạn cần nhiều thời gian tĩnh lặng, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Bạn cũng không thích người khác xen vào việc của mình, thích làm việc độc lập, tự chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Đó là lý do những ý kiến đóng góp của người khác trong thời gian này vì thế mà bị ngó lơ, không thương tiếc. Nhiều người quay sang giận dỗi vì hành động này của bạn. Ngoài ra, từ đây có thể nảy sinh tâm lý là bản mệnh có xu hướng ép người khác làm theo mình. Khi bạn tin rằng mình luôn đúng thì cũng là khi tâm trạng bạn đóng lại, không chịu học hỏi bất cứ kinh nghiệm từ người nào khác. Tháng này quan đới nhập mệnh khiến con giáp tuổi Bính Thìn không phân minh rõ ràng trong mọi việc. Có thể vận trình tình cảm không được như mong muốn nên bạn không nghĩ được gì một cách thông suốt. Về khía cạnh sức khỏe mà mình cũng không nên lơ là khi có thái tuế hung tinh điểm báo tai nạn bất ngờ. Nhớ cẩn thận trong khi xuất hành xa. Tốt hơn hết là nên ưu tiên những nhiệm vụ ở gần. Nếu bắt buộc phải đi xa thì nên có kế hoạch chuẩn bị kỹ càng cho những trường hợp không mong muốn có thể xảy ra. Xét về phương diện gia đạo, tình duyên, lúc này có thể sẽ xảy ra một vài tranh cãi nho nhỏ giữa bạn với mọi người xung quanh. Có thể vì tuổi Bính Thìn quá đề cao bản thân, nói những lời khiếm nhã, gây cảm giác tổn thương cho người khác. Tử vi tháng 3 năm 2024, tuổi Bính Thìn âm lịch, khuyến khích bản mệnh dành thời gian chăm sóc cho mối quan hệ xung quanh mình. Có thể bạn thiếu sự lắng nghe nên làm gì người ấy cũng cảm thấy không hài lòng. Tháng này chính là cơ hội để bạn được trút bầu tâm sự trong lòng bấy lâu nay. Với ai đó có năng lực giải tỏa tâm lý, bạn sẽ cảm thấy yên lòng hơn hẳn khi giải bày nỗi lòng với họ. Ngoài ra, bạn cũng nên cho nửa kia của mình cơ hội chia sẻ. Bạn chỉ cần lắng nghe mà thôi. Đó là khi hai người có thể hiểu nhau nhiều hơn, tránh gây căng thẳng vì ông nói gà, bà nói vịt. Xét về phương diện sức khỏe, xem tử vi tháng 3 của 12 con giáp âm lịch, bản mệnh không nên nghĩ ngợi nhiều quá, nếu không muốn có thêm tâm bệnh. Nếu có thể, hãy viết ra hết suy nghĩ của bản thân mình lên những trang giấy để đỡ phải suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Sự xuất hiện của Thiên Nguyệt cho thấy, bản mệnh thường xuyên rơi vào tình trạng tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe, cơ thể yếu nhược rất dễ bị ốm đau. Ngoài ra, tháng mới thái tuế hung tinh xuất hiện, nhắc nhở bản mệnh nên thận trọng khi đi lại. Dù đi đâu, làm gì cũng nên ưu tiên sự an toàn. Nhất định không được điều khiển phương tiện giao thông khi đang say xỉn. Thời điểm hiện tại phù hợp cho các biện pháp thải độc tố ra khỏi cơ thể. Do đó nên ưu tiên loại đồ ăn, thức uống hỗ trợ cho quá trình này, tuổi Bính Thìn nhé. Xét về phương diện công việc, sự nghiệp, tử vi tháng 3 tuổi Bính Thìn âm lịch, Tỷ Kiên nhắc nhở con giáp tuổi này luôn đề cao sự thận trọng trong công việc. Việc gì có thể làm được thì hãy tiến hành, đừng nhờ dựa mọi người quá nhiều vì họ cũng đang bận rộn với nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, một số ý kiến của bạn có vẻ chủ quan, cứng nhắc, thiếu linh hoạt. Vì tuổi Thìn thiếu đi sự lắng nghe, nên bạn có góc nhìn khá hiển cận.
Trong khi đó, thông tin lại liên tục được cập nhật thay đổi mỗi ngày. Hơn nữa, thái độ này khiến bạn khó khăn trong việc hợp tác với mọi người. Lời khuyên là bản mệnh, đừng để vấn đề cảm xúc lấn át cả lý trí của mình. Khi làm việc thì nên tập trung vào xử lý vấn đề công việc, đừng để những sự yêu thích của cá nhân gây ảnh hưởng tới kết quả chung. Cách tốt nhất để hoàn thành hàng loạt nhiệm vụ xuất hiện trong tháng này là đừng để tâm đến tiểu tiết quá mức, khiến bạn thường xuyên có cảm giác khó chịu. Thay vào đó, hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh và thực hiện mọi thứ một cách chậm rãi. Xét về phương diện tiền bạc, tài lộc, đôi khi tuổi Thìn lo lắng thái quá chứ tình hình thực tế không tệ như bạn vẫn nghĩ. Ví dụ về kinh doanh vẫn có nguồn thu và nguồn chi đều đặn, cũng là rất khả quan so với những người khác. Người làm công ăn lương không nên có thay đổi nào trong thời gian này, kẻo rơi vào tình trạng thất nghiệp không có nguồn thu nhập hàng tháng. Nếu muốn thay đổi, bạn cũng cần có kế hoạch an toàn hơn bằng cách tích lũy một khoản kha khá trước khi muốn bắt đầu tìm việc mới. Thất xích bay về phương Đông Bắc mang theo cơ hội phát tán đến với mệnh chủ. Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại, thì đây quả là thời cơ hiếm có. Bạn hãy nhanh tay nắm bắt lấy, đừng bỏ lỡ kẻo phải hối tiếc về sau. Tuy nhiên, bạn nên học cách kiếm tiền chậm, bền vững với tầm nhìn, ít nhất 5 đến 10 năm để tránh rơi vào những cái bẫy rất tài tình của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp đang bày ra trước mắt bạn. Tiếp theo, sau đây là vận trình tử vi chi tiết 2 tuần đầu tháng và 2 tuần cuối tháng, cùng cẩm nang vượng vận của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Tử vi 2 tuần đầu tháng. Tuần này, tuổi Bính Thìn sẽ có cơ hội tìm lại được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Điều quan trọng là bạn hãy ưu tiên bản thân và dành thời gian cho những sở thích cá nhân. Chính vì thế mà cuối tuần khuyến khích bạn tham gia những hoạt động nhóm, đặc biệt là nên gặp gỡ những người bạn thân thiết. Người tuổi Bính Thìn cảm nhận như chính mình đang bị lợi dụng trong mối quan hệ hiện tại, thậm chí cả những người xung quanh cũng không chân thành như bạn nghĩ. Bạn không nhất thiết phải từ chối tất thảy. Thay vào đó, hãy cân nhắc xem nên giúp đỡ và ở bên những người quan trọng và xứng đáng với sự giúp đỡ của bạn. Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện tuần này chỉ tốt cho con giáp tuổi Bính Thìn đang độc thân, là thách thức cho những cặp đôi dễ có người xen ngang hạnh phúc. Nếu hai người thường xuyên cãi cọ, mâu thuẫn hay thiếu tôn trọng nhau, bản mệnh nên thay đổi cách giao tiếp với một nửa của mình sao cho vừa mềm mỏng lại vừa hiệu quả. Ngoài ra, những vấn đề liên quan tới sức khỏe, bạn đừng vội tin lời khuyên của ai đó hoặc những lời quảng cáo quá hay ho. Chính bạn phải là người tìm hiểu mọi việc cùng với việc hiểu rõ bản thân trước đã. Những phương pháp đắt tiền chưa chắc đã là phù hợp với bạn. Tử vi 2 tuần cuối tháng. Tuần này, tuổi Bính Thìn tập trung khá nhiều vào công danh, lợi lộc và các mối quan hệ xã giao, làm ăn. Do ảnh hưởng của Bách Việt, ai càng khéo léo và nghiêm túc, càng đỏ. Tuổi Bính Thìn hãy cho mình một hy vọng để tiến về phía trước. Ngày hôm nay trời mịt mù không có nghĩa là ngày mai mặt trời công mọc. Công việc trước mắt sẽ bước vào giai đoạn chạy nước rút cuối cùng trong tuần này. Tuy sẽ hơi vất vả một chút, nhưng kết quả sẽ rất đáng kể. Ai có ý định đầu tư trong công việc thì nên tiến hành ngay trong những ngày đầu tuần. Tuần này tâm trí bạn tràn ngập việc đầu tư và kiếm tiền, nhưng nhiệt huyết cũng chưa đủ mạnh, nên vẫn chưa làm ăn ra món tiền lớn. Nếu có bệnh trong người thì nên đi khám càng sớm càng tốt, không được chủ quan vì quá muộn thì bệnh càng nặng, tiền chữa trị càng nhiều. Tuổi này nên đầu tư cho việc học của con cái và bản thân trong tuần này. Đây mới là khoản đầu tư thông minh nhất. Ông trời ắt đã có sự sắp đặt tốt đẹp hơn cho bạn trong tương lai, nên đừng quá lụy trong vấn đề tình cảm. Thời gian ngồi khóc, bạn nên tập trung làm mới bản thân và kiếm thêm nghề tay trái. Những người đặt chữ hiếu lên hàng đầu trong thời điểm này sẽ cực kỳ may mắn và có nhiều lộc, tâm không ắc lộc sẽ tới. Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, chúng tôi luôn muốn gửi gắm đến quý anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và nghe theo lời cổ nhân dạy. Người xưa nói rằng, ba kiểu người này quan hệ tốt đến mấy cũng đừng kết thân. Có ba kiểu người sau đây dù có quan hệ tốt đến mấy cũng không nên kết thân, có ngày rước họa như chơi. Thứ nhất, người ham lợi nhuận, đừng thân thiết với những người bị ám ảnh bởi lợi ích,
người như vậy không có gì ngoài lợi ích trong tâm. Họ có thể từ bỏ mọi thứ vì lợi ích. Cảm xúc của bạn chỉ là con số không tròn trĩnh với họ khi có lợi ích xuất hiện trong lòng những người này. Chỉ có lợi ích là trường tồn vĩnh viễn, không có tình bạn nào cả. Nếu bạn có tình bạn sâu sắc với người như vậy, thì cuối cùng bạn cũng chỉ trở thành công cụ của họ mà thôi. Người giúp họ đạt được lợi ích khi cần họ sẽ không ngần ngại dẫm lên bạn để tiến xa hơn. Và bạn nên làm gì vào lúc này? Họ chưa bao giờ coi bạn là bạn. Vậy sao bạn phải tự nhận tổn thương về mình? Đừng kết bạn với những người vì lợi ích làm mờ mắt. Họ không đáng để bạn nỗ lực dành ra thời gian và công sức. Một người bị ám ảnh bởi lợi ích sẽ không có vị trí của bạn trong trái tim họ. Tất cả những gì họ muốn và quan tâm chỉ là làm sao để leo lên được cao hơn và nhận được nhiều lợi ích hơn. Khi gặp những người như vậy, dù thế nào cũng không nên kết thân, tránh xa hoặc giữ khoảng cách là điều tốt nhất. Học cách nhìn người để thấu hiểu rõ về cái tâm và tính cách của nhau, nếu không bạn sẽ bị tổn thương. Thứ hai, người hai mặt. Đừng kết bạn với những người hai mặt. Những người hai mặt rất giỏi trong việc sử dụng chiêu trò với người này, người khác. Họ rất khó để có thể hiểu được. Phút trước còn tươi cười trước mặt bạn, phút sau đã có thể nói xấu bạn không ngừng. Những người này thường xuất hiện với vẻ ngoài vô hại nhưng hoàn toàn có thể coi thường bạn trước mặt người khác, cười nhạo bạn, chia sẻ bí mật của bạn với người khác và coi chúng như rác rưởi. Người như vậy là đạo đức giả. Kết bạn với họ chỉ khiến tình cảm của bạn bị lừa dối tùy ý chà đạp. Đừng làm bạn thân với những người hai mặt. Những người như vậy thường sẽ lạnh lùng nhìn bạn khi bạn cần giúp đỡ. Đôi khi, không phải là một người đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi. Đừng cố bao biện cho ai đó. Khi bạn phát hiện ra những góc khuất chưa bao giờ thấy, tâm hại người thì không nên. Nhưng tâm đề phòng người nhất định phải có. Thứ ba, người ích kỷ. Người ích kỷ không xứng đáng với tình bạn thân thiết. Người ích kỷ không bao giờ vừa lòng. Đối với người ích kỷ trên đời này quan trọng nhất chỉ có mình họ. Chỉ có lợi ích của bản thân mới là điều đáng quan tâm. Họ chỉ sống vì lợi ích của chính mình và để có được lợi ích mà họ muốn. Họ không cần đến bạn bè hay mối quan hệ thực sự nào cả. Bởi vì bạn bè thường là sự chia sẻ, mà chia sẻ chính là điều họ không thể chấp nhận. Không một người ích kỷ nào sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc và của cải của mình cho người khác. Họ không chấp nhận được những thứ vốn thuộc về mình, lại phải chia sẻ cho ai kia. Bất cứ thứ gì rơi khỏi tay đều khiến họ cảm thấy mất mát. Và đối với những người ích kỷ, đó dường như là điều đe dọa họ. Vì điều này họ thường lựa chọn không có nhiều bạn bè. Họ không muốn có nhiều mối đe dọa tới mình, tới hạnh phúc của mình. Sự ích kỷ đã đóng cửa trái tim của họ, khiến họ không muốn trở về thế giới nội tâm của mình với người khác. Đừng kết bạn với những người ích kỷ. Những người ích kỷ trong lòng luôn có toan tính riêng của mình. Khi bạn gặp khó khăn, điều họ nghĩ đến dù đầu tiên hay cuối cùng đều là chính họ, không hề có bạn. Nếu họ giúp bạn, họ sẽ mất trong khi bạn sẽ được. Người ích kỷ không thích điều đó. Với người như vậy, tình bạn sâu sắc là điều không bao giờ tồn tại. Dù trước mắt quan hệ tốt đẹp đến thế nào, cũng đừng đậm sâu. Vậy là xem đến đây, anh chị đã biết được hé lộ tử vi chọn đời tuổi Bính Thìn 1976, tháng 3 âm lịch. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp quý vị nắm bắt được vận trình tổng con của mình, để từ đó có kế hoạch cụ thể. Như vậy thì may mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa để vạn sự đều hanh thông. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung tử vi tháng 3 âm lịch, sự thật Bính Thìn 1976. Tháng này tiền tỷ về tay, đổi đời giàu sang, từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Thưa quý vị,
Phần cuối chương trình là chuyên mục lời Phật dạy. Tử Vi xin mời quý vị hãy nán lại ít phút lắng nghe. 1. Sự khiêm tốn, đức hạnh, khiêm nhường mới là đỉnh cao của sự tu dưỡng. Câu chuyện thứ nhất, ve sầu và chim nhạn. Thời xa xưa khi ve sầu còn chưa biết bay, một ngày nọ, nhìn thấy một con chim nhạn tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, ve sầu vô cùng ngưỡng mộ. Ve sầu mời chim nhạn về dạy mình cách bay, chim nhạn đồng ý, nhưng học bay nào phải chuyện dễ dàng. Ve sầu sợ khổ lại nóng lòng, muốn biết bay thật nhanh, hết chạy đông lại chạy tây, nhấp nhổm không nghiêm túc. Chim nhạn vẫn bình tĩnh giảng giải kỹ càng cho ve sầu về cách bay. Ve sầu nghe câu được câu không, chỉ luôn miệng đáp biết rồi, sau đó chim nhạn để ve sầu bay thử. Quả thực ve sầu đã cất cánh bay được. Ve sầu nghĩ bụng, hóa ra bay cũng chẳng khó như ta nghĩ. Mùa thu đến, chim nhạn phải bay về phương Nam. Ve sầu rất muốn dương cánh bay cao đi theo chim nhạn. Thế nhưng dù nó có cố vẫy cánh đến đâu cũng không thể bay cao như chim nhạn được. Lúc đó, ve sầu nhìn chim nhạn, lượng cánh bay lượn ở trên bầu trời bao la mới thấy hối hận bản thân quá tự mãn. Dù nó có cố gắng luyện tập đến đâu cũng đã muộn rồi. Bài học rút ra, trong cuộc sống có không ít người giống như ve sầu kia, mới học được một giọt nước đã nghĩ mình biết cả đại dương. Tự mãn khiến cho ánh mắt chúng ta trở nên thiển cận, bằng lòng với hiện tại. Lê biếng khiến chúng ta dậm chân tại chỗ, vụt mất những cơ hội quý giá. Câu chuyện thứ hai, lão thiền sư và Phật tử. Một Phật tử có trình độ học vấn thâm sâu. Nghe nói trong ngôi chùa nọ có một vị lão thiền sư đức cao vọng trọng, liền muốn tới viếng thăm. Tới nơi, chỉ có học trò của lão thiền sư ra tiếp người đó. Thái độ của người này trở nên ngạo mạn, nghĩ trong đầu, mình là Phật tử có trình độ thâm sâu, liệu ông ta xếp thứ mấy? Sau đó lão thiền sư ra tiếp đón người này vô cùng cung kính, còn tự tay pha trà mời khách. Nhưng khi đang rót trà, rõ ràng ly đã đầy mà lão thiền sư vẫn không ngừng tay rót. Người kia thấy vậy mới hỏi đại sư, tại sao ly đã đầy mà ông vẫn không ngừng rót? Đại sư trả lời đúng vậy, nếu đã đầy rồi, còn rót làm gì nữa chứ? Bài học rút ra, ý của vị thiền sư là, nếu người kia đã có trình độ cao siêu, sao còn phải đến chỗ ông thỉnh giáo làm gì? Trong cuộc sống, nếu như muốn học được nhiều thứ hay ho hơn ngoài thế giới, ta trước hết phải tự biến mình thành một cái ly rỗng thì mới có thể chứa đựng được những kiến thức mới. Đừng kiêu ngạo, tự mãn cho rằng mình đã biết hết vì kiến thức bao la như biển cả. Chẳng ai có thể học hết được mọi thứ trên đời này. Hai câu chuyện trên đây chính là tinh túy trong lời Phật, dạy về khiêm tốn. Khiêm tốn là đức hạnh tu dưỡng cao siêu mà ai cũng phải học suốt đời. Khiêm tốn trong việc học, việc tu thân, dưỡng tính, việc giao tiếp giữa người với người, càng học cao, học rộng thì càng phải khiêm tốn. Còn nếu học nhiều mà đối xử tự cao, khinh khi với cha mẹ, anh em, thầy cô, người thân, thì bản thân sẽ trở thành liều thuốc độc gây hại, đánh mất vầng hào quang trong mắt người xung quanh và tự chuốc lấy đau khổ. Con người dù giàu hay nghèo, nhưng học được cách lắng nghe, khiêm tốn trong từng lời nói, cử chỉ thì chắc chắn sẽ được người khác kính nể, yêu quý. Đó chính là phúc báo, còn nói quá nhiều, lại nói những lời vô ích, tự cao, tự đắc, đơm đặt bìa chuyện, thì chỉ khiến người khác chán ghét, coi thường. Đó chính là nghiệp báo. Phật dạy nền tảng của lương thiện là khiêm tốn. Khởi nguồn của tà ác chính là ngạo mạn, lúa càng chín càng rũ đầu cúi thấp. Nói lời khiêm tốn chính là một cảnh giới của sự tu dưỡng. Người xưa có câu, người đại tài có bản lĩnh thì không bao giờ nổi nóng. Người trung tài có bản lĩnh đôi lúc sẽ nổi nóng, còn kẻ bất tài thì không có bản lĩnh và luôn nóng nảy. Khiêm tốn là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. Cũng giống như nơi đất trũng thì nước sẽ tràn về nơi đó. Người biết khiêm tốn sẽ có thể học được nhiều điều hay, tu dưỡng đức hạnh thanh cao vẹn toàn bản thân, làm gương cho người khác học tập. Hơn nữa, người khiêm tốn luôn được mọi người xung quanh yêu mến, quý trọng. Sự khiêm tốn chẳng phải ngày một, ngày hai mà có, phải tu tâm dưỡng tính từ khi còn nhỏ, trong bất kể hoàn cảnh nào, giống như tích từng giọt nước nhỏ lâu ngày nhất định sẽ đầy chiếc lu to.
người ngạo mạn, tự kiêu, dù công danh, sự nghiệp có vẻ vang đến đâu cũng chỉ được trong chốc lát, bởi những người như vậy không đủ phúc đức nên không thể nuôi dưỡng được lâu dài. Ngày ngày cầu công danh, giàu sang phú quý, nhưng không khiêm tốn thì khó mà đạt được thành tựu như mong ước. Một vị lão hòa thượng có nói rằng, tu là từ mẫn vật, khiêm tốn từ y, thiên tài tọa xứ, thuyết luật pháp ngữ, tiến quá mạc nhiên, nghĩa là người tu hành phải có lòng yêu thương vạn vật, phải biết khiêm tốn, nhún nhường, hiểu được bổn phận của bản thân, luận bàn mọi việc theo lời Phật dạy, tự sám hối về lỗi lầm của bản thân, chớ nên tìm lỗi của người khác. Khiêm tốn còn giúp ta nhận ra những thiếu sót của bản thân để sửa đổi. Vì không kiêu căng ngạo mạn nên luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác để hoàn thiện bản thân. Sự khiêm tốn sẽ giúp người ta đứng vững trên đỉnh cao danh vọng và được nhiều người ủng hộ, giúp đỡ, kính trọng. Trái lại, những kẻ tự mãn cho mình là tài giỏi mà khinh bỉ người xung quanh sẽ ít thành công và đạt được danh vọng như ý muốn. Những người như vậy thường thất bại vì sự ganh ghét, đố kỵ của người khác. Làm thế nào để rèn luyện được đức tính khiêm tốn, học cách im lặng? Phật dạy muốn khiêm tốn. Trước hết ta phải học cách im lặng, bởi chỉ khi im lặng thì trí tuệ mới sinh ra, sự minh mẫn và im lặng mới có sự sâu lắng càng cao. Có những trường hợp bắt buộc phải nói, nhưng nói đủ, nói đúng, nói hợp hoàn cảnh. Ông bà xưa có câu học ăn, học nói, học gói, học mở, cái gì cũng cần phải học và im lặng cũng vậy. Chúng ta phải học cách khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Im lặng là sức mạnh, không ganh đua với kẻ tiểu nhân, không tranh luận với người không cùng trình độ và không cự lự với người tự kiêu luôn cho mình là đúng. Làm được những điều đó là ta đã nhẫn nhịn khi cần thiết, ấy chính là khiêm tốn. Học cách lắng nghe và biết ơn. Hãy mở tâm trí và lắng nghe những ý kiến của người khác. Nếu bạn đúng, đừng sợ lời nói của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc hay suy nghĩ của bạn. Lắng nghe còn giúp ta nhận ra được những điều ta chưa biết, chưa hiểu để không đưa ra quyết định sai lầm. Không chỉ lắng nghe, ta còn phải biết ơn những gì mình đang có, biết ơn để nhận ra những thiếu sót của mình, chứ không phải đi soi mói với lỗi lầm của người khác. Phải có lòng bao dung. Nếu không có lòng bao dung, sẽ chẳng thể có được sự khiêm tốn. Bao dung để dung nạp mọi thứ, bao dung để thứ tha, và bao dung để tâm nhẹ lòng an. Khổng Tử nói người bao dung, thiện lương sẽ có được cảm tình của mọi người. Lão Tử nói, sông và biển mênh mông sâu thẳm là do chúng ở vị trí thấp để nhận nước từ những khe suối nhỏ bé từ khắp nơi. Vì thế, điều quan trọng khi rèn luyện khiêm tốn là phải học cách bao dung với cuộc đời, khoan dung, độ lượng với người, chính là tạo phúc báo cho mình. Vậy là, lời Phật dạy về khiêm tốn giúp ta hiểu ra rằng chỉ khi nào con người biết khiêm tốn thì mới dễ thành công và nhận được phúc báo. Làm người phải biết khiêm tốn, lấy khiêm nhường làm thước đo để hành xử. Đó mới chính là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. 2. Không làm các điều ác. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ. Nên làm các việc lành, tự thanh tịnh tâm, không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch. 9 lời chư Phật dạy, kinh Pháp Cú, phẩm Phật Đà. Câu 183. Chúng ta học Phật nên bỏ đi thói quen cũ này. Tọa thiền, niệm Phật chỉ là hình tướng bên ngoài của học Phật. Nếu như cuộc sống hàng ngày không tích lũy phước đức thì lúc tọa thiền, những thói quen cũ lại khởi lên. Bởi thế, chúng ta nên từ trên căn bản mà sửa đổi ngay những thói quen cũ này. Từ căn bản là thế nào? Tức là sửa đổi ngay ở 6 căn của chúng ta. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. 6 căn là tất cả căn bản trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày chúng ta từ 6 căn, không làm các việc ác, mà làm các việc thiện, chúng ta làm cho lục căn thanh tịnh, tịnh hóa những cấu nhiễm trong cuộc sống. Chỉ cần hàng ngày chúng ta làm cho tâm thanh tịnh, thì chúng ta sẽ an nhiên thảnh thơi, thoát khỏi những lo lắng, muộn phiền tiếc nuối, thì đó chính là thiền, là định. Bởi vậy, chúng ta học Phật tu hành nên bỏ đi những thói quen cũ này, ngay trong cuộc sống thường nhật, không làm các việc ác, mà làm các việc thiện,
đó là chứng minh chúng ta tu hành. Thành tựu đó là con đường tránh để học Phật, không làm ác mà làm lành, là một việc hết sức bình thường, không giống như tứ thiền bát định, thiền chỉ thiền quán. Cho nên chúng ta xem thường nó. Như vậy thì chúng ta học Phật cũng như đi xem kịch mà không vì việc liễu sanh thoát tử. Nếu là như vậy thì tín và nguyện của chúng ta là bất chánh, mà bất chánh thì rơi vào tà đạo. Một người tín nguyện chân chánh xem thường việc không làm điều ác, thường làm việc lành thì đã đi con đường cong kẹo, rất dễ gặp phải những chướng ngại khác. Điều này thấy rất đơn giản nhưng lại rất xấu xa. Phật dạy rằng, tất cả những việc làm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều là biểu hiện ra bên ngoài của nội tâm, động niệm mà khởi, hành vi bên ngoài và tâm niệm bên trong. Không có sai biệt, khi chúng ta tọa thiền đạt được cảnh giới nào, tầng thiền nào đều tương ứng với phương đức tu hành. Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, nếu một người tích lũy phước đức cao, thì khi tọa thiền sẽ để đạt được cảnh giới cao. Và ngược lại, một người bình thường không tạo phước đức nghiệp chướng sâu dày thì dù có ngồi thiền một đời cũng không đạt được gì cả. Bình thường chúng ta nói, tu hành, liền nghĩ đến ngồi thiền hay những gì cao xa lắm. Thì thật, tu hành là tích lũy phước đức, tu 37 phẩm trợ đạo lục độ vạn hạnh, nhưng không chỉ hoàn toàn tìm cầu phước báo bên ngoài, mà là tự tịnh kỳ ý, làm cho tâm ý mình thanh tịnh, trong sạch. Rất nhiều người nghĩ rằng tự tịnh kỳ ý là công phu của tọa thiền niệm Phật, từ cái nhân quả cảm thấy không đúng lắm. Tự tịnh kỳ ý là công phu của chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành mà được vậy. Tu hành thì chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là việc chính hành. Còn tọa thiền niệm Phật là trở hành. Tư Vi cảm thấy rất nhiều người đánh giá thấp thâm ý của chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Trong bài kệ này, hai câu này không chỉ là tư tưởng căn bản của lục tổ đàn kinh, làm việc chánh, tức là đạo, cũng tương ứng với câu dĩ giới vi sư, tức là làm việc ác, là phạm giới, việc thiện mà không làm cũng phạm giới. Có người định nghĩa, tam vô lậu học như sau, giới là chỉ giới, thiền là tọa thiền, như vậy cũng sai rồi. Hàm ý chân chánh của tam vô lậu học là nhân giới danh định, nhân định phát tuệ. Cũng có thể nói công phu của việc chỉ giới là công phu của chư ác bạc tác, chúng thiện phục hành. Khi giới đã thuần phục thì tự nhiên phát định. Định ở đây không phải là tọa thiền nhập định, định. Không chỉ có ở Phật giáo mà các ngoại đạo cũng có. Tọa thiền nhập định chỉ là một loại trợ hành mà thôi. Chư ác mạc tác chúng thiện phục hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, quả thật là một huấn thị tuyệt vời. Hàm chứa dụng đại từ, đại bi của giáo chủ Thích Ca, Ngài đã vì người hậu thế học Phật chúng ta mà thiết lập con đường sắc chánh đạo rất dễ hành. Mọi người đều có thể hành, là một ngày đạt được một ngày, một người làm được việc tốt không khó. Khó là cả đời làm việc tốt, không làm việc xấu. Đạt được những vấn đề này quả thật không dễ. Như vậy mới chính là công phu tu tập, cho nên chữ ác mạc tác, chúng thiện phục hành, cũng dễ làm nhưng cũng không dễ. Chứ ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là phương thức để đến tự tịnh kỳ ý. Đó cũng là phát ngôn của lý không của việc thể chứng vô ngã. Thông thường, chúng ta từ trên giáo lý mà nắm bắt lý không vô ngã. Trên thực tế như vậy, cũng không hiểu thấu đáo, chỉ có thể thực hành, sau cùng mới có thể chân thật thể chứng lý không của vô ngã. Nếu muốn tọa thiền quán tưởng để cầu siêu giải được không, mà cuộc sống hàng ngày không có bảo chứng công phu của hành vi, thì không thể ngộ được lý không, bởi vì chúng ta ngồi đó mà cứ không a không a thì đó là từ ngã cầu không, làm cho trong ý thức ở cảnh giới nghĩ rằng có một chút gì đó là không, nhưng mà ngã vẫn còn nguyên đó. Cầu không như vậy, chỉ là tự lừa dối mình thôi, làm không được lý không của vô ngã thì đều giả không. Nếu một người trong cuộc sống hàng ngày thường nghĩ đến người khác mà quên đi chính mình thì người đó đã trải qua thể chứng không của vô ngã. Ở đây Tử Vi lại nghĩ đến lục tổ đàn kinh. Người sau này đọc lục tổ đàn kinh rất ít chú ý đến phát ngôn tốn ngộ của kinh. Phát ngôn tốn ngộ của lục tổ được xây dựng trên cơ sở của câu làm việc chánh, tức là đạo. Không có công phu bình thường, làm việc chánh, tức là đạo này thì cũng giống như xây lầu cát trên không mà thôi. Trong lục tổ kinh, vị bậc thượng căn, thượng trí mà khai lập pháp môn thủ thắng đốn ngộ, đồng thời cũng nhấn mạnh công phu thông thường của làm việc chánh,
Tức là đạo giống như tâm bình thì việc gì phải chỉ giới hành đúng thì việc gì phải tu thiền. Nói đến cùng, phát môn đốn ngộ cũng là công phu. Thường ngày là công phu thường ngày của bậc thượng căn. Và nói đến bậc thượng căn, tức là không phải chỉ cho những người thông minh, mà là chỉ cho những bậc có thiện nghiệp. Sâu dày tâm bình hành trực chỉ có những người có thiện nghiệp sâu dày. Tâm bình hành trực tích lũy công phu đến một trình độ nhất định, cơ duyên thuần thục, giống như quả chín thì rụng, khai ngộ thôi. Cho nên phương châm làm việc chánh là đạo, cùng với pháp môn đốn ngộ trên phương diện công phu là giống nhau. Người trước là xem trọng phần nhân mà nói, người sau vì xem trọng phần quả mà nói. Cho nên Lục Tổ nói, Phật Pháp ở tại thế gian, không xa lìa thế gian mà giác ngộ. Nếu tách khỏi thế gian mà tìm cầu bồ đề thì cũng như đi tìm lông rùa sừng thỏ. Chúng ta đọc đàn kinh dù thế nào cũng nên say mê cách miêu tả ngoại tướng của phát ngôn đốn ngộ như: trong một sát là vọng niệm tiêu diệt, nếu nhận thức được tự tánh một khi ngộ thì thành Phật. Lục Tổ khai lập phương tiện như vậy không sai, nhưng người học Phật chúng ta nghĩ như vậy, tức sai, là vọng tưởng chúng ta nên đi theo chữ ác mà tác, chúng thiện phục hành mà cố gắng thực hành. Điều mà Tử Vi cảm thấy buồn nhất là từ sau đời Đường Thiền Tông phát triển, ngồi thiền giống như phong trào, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào phát ngôn đốn ngộ, đều muốn lập tức thành Phật mà vấn đề chư ác mạc tác, chúng thiện phục hành rất ít được người nghĩ đến, thậm chí còn xa vào sự tranh cãi giữa hai phát môn, đốn và tiệm. Đây là điều đáng lo của Phật giáo. Vứt bỏ cơ bản của Phật giáo mà đi tìm kiếm những cành lá vụn vặt là điều không nên. Trong tất cả kinh điển Tam Tạng, 12 bộ đều là những điều cơ bản và căn bản phân tích rõ thế nào là hành đúng chánh đạo. 37 phẩm trợ đạo lục độ, tứ nhiếp pháp đều là giáo pháp quan trọng của Phật giáo. Đó cũng là sức sống hiện tại của Phật giáo. Lục Tổ Kinh, vị bậc thượng căn lập nên pháp môn đốn ngộ, đồng thời cũng chứa đựng pháp môn niệm tu, pháp tức không đốn ngộ, chỉ có nhanh hay chậm mà thôi. Chánh pháp vốn không có đốn tiệm, chỉ có con người có lợi, căn độn căn mà thôi. Tự thức bổn tâm, tự kiến bốn tánh, tức không có gì sai biệt. Cho nên lập đốn tiệm chỉ là giả danh. Nếu chúng ta đọc kỹ thư tịch lịch sử và đăng lục, sẽ dễ dàng phát hiện chư vị cao tăng đại đức thời xưa đều xem trọng chánh hạnh trong cuộc sống hàng ngày. Như Mã Tổ Đạo Nhất nói, bình thường tâm thị đạo, đó là yêu cầu chúng ta tu hành trong cuộc sống hàng ngày. Trong thời cận đại và đương đại, như Đại sư Hư Vân và Chư Tôn Đức hiện tại cũng hết lòng khuyên bảo đệ tử rằng học Phật nên từ chánh hạnh mà bắt đầu, đó là cơ bản của Phật giáo. Trước đây thường có người đến hỏi Tử Vi thiền là gì, Tử Vi trả lời họ: không suy nghĩ lung tung, không suy nghĩ vớ vẩn, đó là thiền. Chúng ta hàng ngày thường hành chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là vì mục đích thâm áo của quán không để chứng ngộ vô ngã, chứ không vì tìm cầu phước báo. Nếu vì mục đích cầu phước thì rơi vào chấp tướng, không thể thoát ly sanh tử, vượt qua luân hồi, lục đạo. Điều này làm chúng ta nghĩ đến những người gương mẫu của xã hội. Họ đều là những người tốt, vì xã hội cống hiến nên được chọn làm gương mẫu, nhưng sau đó cảm thấy bị áp lực rất nhiều và mệt mỏi, bởi vì họ chấp giữ tướng nội tâm bị chằng chịt trong danh dự. Gương mẫu, người học Phật nên ngay trong cuộc sống thường nhật mà bỏ ác làm lành, thực hành theo chánh đạo, không chấp xử tướng, làm theo sự lý, tự tại vô ngại, và cuối cùng sẽ chứng Phật quả. Và sự thật thì chúng ta đều khẳng định rằng nếu chúng ta làm việc tốt thì được mọi người khen ngợi và tự mình trong lòng cảm thấy vui, ăn ngon ngủ được. Nhưng nếu hôm nào làm một việc gì xấu thì bị mọi người khinh thường, tuy họ không nói ra nhưng lòng ta cũng cảm thấy áy náy, ăn không ngon, ngủ không yên. Vì thế, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không nên xem thường việc làm trong cuộc sống hàng ngày. Thật đáng sợ, một hành vi bé tí, một ý niệm nhỏ nhỏ đều ảnh hưởng đến nội tâm của chúng ta. Đó là lý do hôm nay chúng ta làm mới hai câu kệ: chư ác mạc tác, chúng thiện phục hành. Quý vị cô bác anh chị thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất.
hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước.